Alright, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã trở lại với Phương Vũ. Hôm nay mình sẽ dẫn mọi người đi coi một căn nhà tại thành phố Anaheim. Căn nhà này được rao bán là 699.000, 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm, rộng 1.500 square feet và lot size là 7.500 ha. Nằm trong khu vực cũng rất là yên tĩnh và rất là tốt của thành phố Anaheim. Rồi, bây giờ mình quay một vài chi tiết bên trong và bên ngoài, đưa đến cái nhận xét của mình đến cho mọi người. Xin hẹn gặp lại mọi người trong một vài giây. Alright, đây là phía bên ngoài của cái căn nhà này ha. Căn nhà này được tọa lạc trong một cái khu vực rất là tốt của thành phố Anaheim. Thì nó nằm ở khu bên trong, không có ngoài ra ngoài đường lớn nên cũng rất là yên tĩnh. Khu vực này đường xá rộng rãi ha, không có nhiều xe, đa số là homeowner. Khu phố cũng rất là sạch sẽ nha mọi người. Đó, không có phải mà chật hẹp nhiều xe đậu này nọ. Rồi, khu vực này cũng rất là yên tĩnh luôn. Hôm nay là cái ngày open house nên mình không có quay nhiều chi tiết đến cho mọi người được, thì mình sẽ cố gắng tóm tắt trong cái video này ha. Bên ngoài nhìn rất là good, không phải sơn sửa gì nhiều ha. Rồi bây giờ mình đi vào bên trong. Thì bên trong cái căn nhà này đó, chúng ta đang đi tới những cái phòng ngủ và phòng tắm ha. Nói chung ra cái căn nhà này bên trong cũng khá là cũ rồi. Nhà này thì nó thiết kế thì thật sự ra mình thấy nó cũng nói chung ra ở phía chính giữa căn nhà nó thì cái trần nó rất là thoáng ha, không có thấp, nhìn nó rất là có nhiều ánh sáng ở bên trong. Đây là cái phòng tắm ha, tại vì khi mà chúng ta đi vào bên cửa đi vô đó, chúng ta có cái phòng ngủ bên trái và cái phòng tắm. Thì đây là cái khu vực phòng khách nha mọi người. Thì thảm thì cũng khá là cũ rồi, chúng ta nên thay thảm. Thì chính giữa căn nhà đó, thì cái căn nhà này ở chính giữa căn nhà thì họ xây lên ha. Đó thì nó rất là thoáng. Bên hông thì chúng ta thấy được rất nhiều cái cửa sổ, có nhiều ánh sáng vào bên trong. Cái nhà này cái cấu trúc thì mình rất cũng khá là ổn, chỉ cần sơn sửa lại một tí ha, thay thảm rồi thôi. Thì tiếp theo á, là mình sẽ đi tới những cái khu vực như nhà bếp này nọ và cái khu vực bên phải ha. Khu vực nhà bếp thì thực sự ra cũng đồ cũng là original thôi, đồ cũ không à. Về thì phải thay mấy cái cabinet nè, thay mấy cái appliances nè. Đó, đồ là đồ cổ không á. Đó, clean up này nọ lại ha, sơn sửa lại. Nói chung ra thì bỏ chừng 50.000. 100.000 mình có thể tân trang cái nhà nó như mới. Rồi đây là trong cái khu vực phòng ngủ ha. Phòng ngủ và phòng tắm còn lại thì nói chung ra đó, mình rất là nói chung ra cái căn nhà này bán với cái giá là 699.000, thật sự ra cũng phải lên khá là nhiều ha vào cái thời điểm hiện tại, tại vì nhà ở Cali bây giờ thì là rất là hiếm và rất là hot. Đó, và đặc biệt là những cái căn nhà có đất rộng nữa nên chúng ta không thể nào mà trả giá thấp được. Đó, ok, nói chung ra cái mình thấy thì nhà này nó không có bị hư hỏng gì nhiều ha, chỉ cũ thôi. Đây là cái khu vực phía sau của căn nhà này ha. Căn nhà này khu vườn, chúng ta có một cái khu vườn rất là rộng, nhiều cây ăn trái ha, có một bãi cỏ rất là xinh. Nói chung ra thì cũng có cái nhà này được lợi thế là nó cũng có hai cái đường đi vô ha, một cái đường bên hông kia và cái đường bên này từ cái khúc garage, nó có những cái lối đi riêng nếu mà chúng ta có cho thuê mướn như sau này. Nói chung là cái đường cái sân vườn này rất là rộng, chúng ta vẫn có nhiều đất để xây ADU nha. Có một cái mà mình để ý là cái hàng rào nè mọi người thấy không, họ cái hàng rào gì đâu mà họ răng một cái lưới nhỏ cách cái nhà này với cái nhà kia, nó không có privacy cho lắm. Nếu mua về cũng phải xây là cái hàng rào rồi đó, phải xây bằng cái hàng rào gạch hay là hàng rào gỗ gì phía sau đó. Mình nói với neighbor của mình share cái cost đó ha. Rồi, nếu ai thích cái video này của mình xin hãy like comment trên cái video, và những ai có nhu cầu mua bán nhà cửa tại California xin hãy gọi cho mình ở số phone là 310 480 7779, 310 480 7779.